Là đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ từ miền Nam ra miền Bắc, tất cả những anh em cần thủ đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ lên cho anh em là tổng cộng là 9 con máy. Trong đó là có 3 con máy ngang tay trái, 2 con máy có nòng, 1 con máy ben 8500 và 3 loại máy, 3 máy lure xây nhỏ. Để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Trên clip thì em có để số điện thoại, anh em nào cần thì liên hệ với em. Số điện thoại sẽ nằm bên góc phải màn hình của anh em đang xem. Rồi, cảm ơn anh em. Để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Rồi, đây em lên máy số 1 cho mọi người. Đây, máy số 1 của mình là một con máy ngang tay trái, hàng có nội địa Nhật. Hàng này hàng Metadium. Đây, hàng Metadium MG. Con lăn Boss, cuộn quay thì là 7 màu. Ngoại hình thì tầm khoảng 90%, 93% theo em đánh giá vậy. Đây. Sức đây nhiều, rất là ok. Máy này ra được luôn. Đây. Tất cả rất là mới nha anh em. Máy hoạt động thì trơn tru, không cần gì phải bàn. Rất là bóng nha anh em. Nào. Boss thì đây, ngoại hình đang chích. Hoạt động ok, trơn tru, không cần gì phải bàn nha. Giá con này em bán công khai cho anh em là 1,7 triệu, 1,7 triệu cộng ship. Máy số 1 với giá 1,7 triệu cộng ship. Rồi. Để em vô máy số 2 nha. Máy số 7 1,7 triệu cộng ship. Cái bên của mình là con máy số 2. Để sửa lại. Vẫn là máy Metadium XT. Con này chân chu hơn nào, rất là êm. Máy này là máy full hộp, vòng tua là 6.2.1, cân nặng là 230 g, 6 mặt đạn, thông số cước đây, số 3 là 140 m, số 3.5 là 120 m, số 4 là 110 m. Hộp rất là ok. Đi theo hộp đó là phụ kiện gồm sách và một số con lăn của hệ thống thắng của máy. Đây sách hướng dẫn sử dụng, đột phá máy, một số thắng thắng SQS của máy. Những con nhỏ này anh em rất là cần nha. Đi theo máy em không lấy tí nào ra hết. Này hoạt động trơn tru, rất là bóng. Đây, tổng thể ngoại hình thì theo em đánh giá tầm khoảng 95%, 93 95%. Này không xước, để em quay chậm cho mọi người xem. Rất là bóng, hàng này là hàng nội địa Nhật. Máy là máy tay trái. Rất là ok. Đó. Giá con này em đang bán công khai cho anh em là 2 triệu 3 nha anh em. 2 triệu 3, máy tay trái Metadium. Rất là bóng. Máy số 2, 2 triệu. 2 triệu 3, nguyên hộp, full hộp. Sách cước con hệ thống thắng. Đây, tiếp theo của mình là con máy số 3. Máy số 3 của mình thì đề cao một tí, đó là con Metalium 7. Đây, xước đây ít nha. Xước đây là chốc sơn nhẹ thôi nha anh em, không xước sâu. Vẫn là hàng nội địa Nhật, máy của Shimano, hàng nội địa Nhật, máy tay trái.
hoạt động thì trơn tru, không còn gì phải bàn. Đi theo máy vẫn là hộp sách, một số con lăn, hộp số hệ con nhựa có hệ thống SPS. Máy hoạt động rất là mượt nha anh em. Đây, để em đọc thông số hộp cho anh em xem. Đây, thông số ở trên hộp. Dòng tua là 7.0.1. Cân nặng 170g, rất là nhẹ. 8 mặt đạn. Đây, thông số cước cho anh em xem giúp em nha. Đi theo máy gồm cáp thân dẫn, và một số con này có hệ thống thắng ASPS. Đây, rất là ok nha. Giá em công khai con này là 3.1 triệu nha anh em, 3.1 triệu. Đây, giá 3.1 triệu. Máy mới tầm khoảng 93-95%, sức nhẹ đây tí, full hợp, full phụ kiện. Rồi, máy số 3, 3.1 triệu. Rồi, tiếp theo của em lên cho mọi người là một con máy đánh lục, một con máy xây 10.000 đánh lục 2 lô. Đây, phần này thì bị chóc sơn một tí. Đây, rất là bóng nha anh em. Đây, em gây mô pin cho anh em xem. Máy rất là bóng. Đây, mô pin trên. Con lăn thì là lăn trắng gói cước. Hàng thì hàng Bauer 10.000 của Nhật. Ngoại hình thì tầm khoảng 95% theo em đánh giá. Đây, 6 mặt đạn, máy là chạy 6 mặt đạn, cốt là cốt to, có chống gói cước. Mô pin sống, không độ chế. Con lăn ok, hoạt động êm mượt. Đây, lắc không có quay nữa. Thấy không? Máy hỗ trợ ABS, hoạt động trơn tru, không rung lắc. Đây, quay ngược ok. Thắng lại. Máy này đặc biệt là hỗ trợ hai nồi, một nồi 8 này xây tương đương với 10.000. Đây, thông số cước cho anh em xem. Cước 6 được 300m, cước 8 được 200m, cước 10 được 150m. Đây, thông số cước anh em xem kỹ nha. Máy này là máy 2 nồi, một nồi 8 và một nồi 6, một nồi 5. Đây, nồi 5 thì bóng hơn rất là nhiều luôn. Đây. Đây, cước số 4 thì vô được 250m, cước số 5 200m, cước số 6 170m. Rất là ok nha anh em. Giá công khai con này là 2.3 triệu nha anh em. Máy ngoại hình mới tầm khoảng 95%. Giá 2.3 triệu. Anh em đánh lục thì đánh con này rất là ok. Anh em mà đánh đúng chuẩn á, em chấp nhận bảo hành cho anh em con máy này 1 tháng luôn. Đảm bảo máy rất là êm. Không lỗi, không rung lắc. Thấy không? Quay nhẹ, không có quay quá trời quay luôn. Đây, máy số 4, giá 2.3 triệu. Rồi, tiếp theo của mình vẫn là máy đánh lục. Máy này là máy số 5. Đây, ngoại hình rất là ok. Đảm bảo với anh em ngoại hình con này tầm khoảng 95% ăn lên. Đích không bị xước luôn. Máy hình như là chưa qua sử dụng. Đây, máy rất là ok, chưa qua sử dụng. Đa phần những máy đã sử dụng rồi, đích đương nhiên sẽ bị xước, không bao giờ tránh khỏi tình trạng đó đâu em, anh em. Đây, emblem. Máy 5.000A, xe tương đương có 10.000. Chống gói cước. Thông số cước em đọc cho anh em xem. Tí xong số cước em sẽ đọc trên hộp đi. Máy hoạt động ok, hàng nội địa Nhật. Đây, in tem, tem lụa đàng hoàng của Nhật. Hoạt động ok, êm mượt. Máy đổi trái phải bình thường. Mô pin là mô pin sống, không độ chế. Đó,
không rung lắc, quay rất là êm anh em. Đây em đọc thông số trên hộp cho anh em xem. Tải mát là từ 15 đến 20 kg, là tải thẳng á. Nếu anh em diều cá thì anh em sẽ diều cá trên mức này ok vẫn được. Cân nặng là 670 g, dòng tua là 5.1.0. Cái này là 120 cm cước trong một dòng tua hay á. 4 mặt đạn. Cước 6 được 300 m, cước 8 được 200 m, cước 10 được 150 m, xe chuẩn 10.000. Đi theo hộp là có sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn của máy. Máy đảm bảo với anh em mới tầm khoảng 96%, 95%, 96%. Theo phần em đánh giá. Đây quay mọi góc cạnh cho anh em xem, quay chậm luôn. Rất là bóng nha anh em. Giá con này em bán công khai cho anh em luôn là 2.3 triệu. 2.3 triệu cộng ship. Máy số 5 nha anh em. Tiếp theo của mình là máy số 6. Đây, một con máy đẳng cấp. Máy số 6 em lên cho anh em là một con máy Ben, hàng của Mỹ. Hàng 8.500, xe tương đương 8.500, 9.000. Máy ngoại hình chưa qua sử dụng. Đây, bắt cước chưa chốc sơn luôn. Hàng của Mỹ nha anh em. Đây, ngoại hình ok, đít chưa bị xước. Đảm bảo em luôn, phần này chưa bị xước. Đây, cước ok. Bộ bên sống. Còn lăng đồng thao, đồng nó được lên mặt đạn. Tất cả những anh em mua máy của em á, em đều kiểm tra con lăng đó cho anh em, hoạt động trơn tru. Không, máy hoạt động rất là êm mượt. Có phá âm nha anh em. Đó, máy hoạt động êm mượt, không rung lắc. Hoạt động ok. Mô bin là mô bin sống, cốt là cốt to. Cho anh em nào chiên, cho anh em nào cá. Đi theo máy gồm hộp và sách hướng dẫn. Túi luôn. Đây, rất là ok nha anh em. Máy ngoại hình đem quay cận cảnh cho anh em xem. Tay quay là tay quay nhận ngốc. Tay quay đời mới. Hàng của Mỹ. Chiên cho anh em nạo cá. Đây, xong. Em giới thiệu về hộp. Hộp của máy. Đây, hộp 38.500. Tải mát là 20 lb. Mua đồ gì đó, em không nhớ, em không biết luôn. Hộp của Mỹ. Túi, đi theo máy là túi. Túi của Ben. Đây. Sách hướng dẫn. Giấy tờ đi theo máy. Giá con này em bán công khai luôn anh em, 2.8 triệu cộng ship. Tất cả em bán máy trên đây đều là giá đều là cộng ship nha anh em. 2.8 triệu. Anh em nào ưng thì alo em có để số điện thoại trên góc này. Đây, máy rất là mới nha anh em. Máy con này em bao mới luôn. Hàng Mỹ là ok rồi. Anh em nào đánh đáy, đánh bông lau, đánh ba sa thì lấy con này về nạo cá khỏi chê. Rồi, máy này là máy số 6, giá 2.8 triệu. Rồi, tiếp theo của em lên cho mọi người là con máy số 7. Một con máy số 7, một con máy lua. Đây, máy số 7 của người, của em. Đây, một con máy lua, hàng của Biomaster. Hàng này ngoại hình tầm khoảng 90%, cốt như là cốt bi. Đây. Motor 2000. Đây ngoại hình đít. Đây, đít còn ok. Này là dính keo. Rồi, đây rất là bóng. Ngoại hình tầm khoảng 90, 95%, 93%. Đây xước đây tí. Nhâm nhâm nhỏ. Hàng của Malaysia nha anh em. Hàng này là hàng 2000, Motor 2000 của Malaysia, em nhắc lại nha anh em.
hoạt động trơn tru, quay một cái là rất là nhẹ anh em. Con này cân nặng tầm khoảng 230 g, 200 g, máy rất là nhẹ. Đó, hoạt động trơn tru, chia cho anh em mình đi lua lóc, đánh tôm thì cầm máy này đánh thì đẳng cấp, lùa suối, lùa hồng, lùa bên sống. Giá con này em bán công khai cho anh em luôn là 1,6 triệu cộng ship, hàng của Malaysia, hàng đời cao, hậu kê ABS, nút châm dầu, 2,6 triệu cộng 1,6 triệu cộng ship. Thông số cước thì cước 3 được 300 m, cước 2 vô được 150 m, xe chuẩn 2000, hàng Shimano Biomaster, máy số 7 giá 1,6 triệu. Rồi, tiếp theo cho mình là một hai dạng máy số 8. Máy số 8 của mình lên cho mọi người là một con máy Biomaster, xe này là xe chuẩn 1000 anh em. Xe này rất là nhẹ tay, anh em lua chú lua suối á, cầm máy này lua là khỏi chê, hoạt động là êm mượt. Hàng quán là hàng của Malaysia, cốt là cốt bi, máy ngoại hình thì còn ok, không xước, máy không có xước gì nặng hết, đít thì còn ok, không xước nhiều, tay quay ok, hoạt động êm mượt quá chìm luôn. Đây, lấy cước ok, mua bên sóng, lấy cước ok, cồn kêu ok, máy hậu chạy ABS copy, quay ngược ok. Rồi, để em đọc thông số trên hộp cho anh em xem. Đây, ngọn tua 5.0.1, cân nặng là 205 g, rất là nhẹ, 7 dòng bi. Đây là thông số cước của máy, anh em tham khảo giúp em nha. Rồi, cái này thì đi theo hộp là sách hướng dẫn, để em xem còn gì nữa không. Không, sách hướng dẫn thôi. Giá con này em đang bán công khai với anh em luôn á là 1,4 triệu, 1,4 triệu cộng ship. Máy hoạt động rất êm nha anh em, yên tâm về độ mượt của nó. Rồi, tiếp theo của mình lên là một con máy số 9, con máy cuối cùng, một con máy hàng đời rất là mới, đời 2011, hàng của Nhật, Cepia, hàng của Nhật, C3000 SHV, tay quay đôi. Cước thì là cước đi theo máy vẫn là cước BE. Cước này đi theo máy là em tặng cho mọi người luôn nha. Cùng cước này cũng có giá đây. Thân á, là thân kim tuyến, ngoại hình tầm khoảng 95%. Thân máy này á, anh em đem ra ngoài nắng á, nó chiếu bóng rất là bóng nha anh em. Đây, trong đây nó trong nhà mà chiếu, nó còn chiếu bóng như đây. Thân kim tuyến, mô bên sống, máy cước ok. Đời này là 2011 nha anh em. Tay quay đôi, hoạt động thì quá chị em này, không còn gì phải bàn nữa. Đó, thấy không? Hàng hỗ trợ VS, hàng BB, hàng tầm trung. Đó. Quá chị em, im thiệt tiệm. Con này lua lóc, câu suối, câu hồng là quá chị em. Với cái nồi đó, nó làm á, lệch ra ngoài chút á, quăng cước ra rất là xa nha anh em, quăng bia ra rất là xa. Cuộn bia này em tặng theo luôn, đi theo máy này em tặng luôn, không lấy ra. Nút châm dầu ok. Ngoại hình con này thì em đánh giá tầm khoảng 95-94%, theo đánh giá thôi nha. Đây, soi cận cảnh mọi góc cạnh cho anh em xem luôn. Đích chưa chạy, thân là thân kim tuyến. Đó, tay quay ok, tay quay là tay quay đôi nha anh em, nhìn rất là đã nha anh em. Tay quay đều có mặt đạn trên tay quay hết nha. Rồi, để em vô thông số cước nhật máy cho anh em xem. Vòng cua 5.0.1, 6 mặt đạn,
Mấy này cái gì em không nhớ luôn, không biết luôn. Đây, thông số cước. BE là 0.6 được 200 m, 0.80 được 190 m, 150 m cước BE số 1 vô được 100 m. Máy này máy chuyên đánh cho BE nha anh em. Chuyên đánh lua cho BE. Đi theo máy gồm đi theo hộp làm sách hướng dẫn à, đây lồng đèn. Lồng đèn để anh em chim cho máy nha. À, chìa khóa. Sách lồng đèn. Rồi giá con này công khai cho anh em luôn là một lồng 2.4 triệu cộng ship, 2.4 triệu thôi. Ngoại hình em đảm bảo cho anh em mới tầm 95%. 2.4 triệu cộng ship, máy số 9. À, những anh em nào mua máy của em á đều kiểu được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh em kiểm tra hàng máy lỗi hoặc có vấn đề á, anh em gửi cho em số điện thoại em để trên góc màn hình trên đây. Anh em cần thì liên hệ với em. Rồi, cảm ơn anh em.